Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy một đống đồ bể các bạn. Nè, bình cổ không nữa bạn, mà nó bể. Mình mua mình chở về tới nhà mà bể, mình để đây nè. Mấy cái này cũng vậy, cái này thì nó nứt còn xài được. Chai cũ à. Nhiều cái mà chưa có làm được còn làm đây. Để bữa nay mình nghiên cứu mình sạn ra mấy cái gì xài được coi. Đây nè bạn. Cái này là đường bộ rồi nè, đèn bộ nữa. Cái này là bữa hổm mình mua nó còn nguyên đó bạn. Cái này cũng có chậu xưa nè, cái lục bình đó, lục bình xưa đó. Mình chở vô nhà nó bể, tức nó bể ra làm hai đó bạn. Thì mình còn để đây, để nay mai mình nghiên cứu mình làm cái khác. Bây giờ đó thì cái này để đây đi. Bây giờ mình hôm nay là mình nghiên cứu cái này trước đó bạn. Cái này cũng là một cái chậu bể. Cái chậu của mình, cái chậu này là các bạn biết luôn rồi. Chậu này bữa là cái cây tùng á, cây tùng mà bể chậu mình đem mình làm lại cái mình bỏ nó vô cái chum đó, thì cái miệng bể của nó mình để đây nè. Hôm bữa giờ mình nghiên cứu mình để mình làm mà chưa làm, bữa nay lâu nó ra. Thì ngày hôm nay á là mình sẽ làm cho bạn xem một cái cây bonsai mà mình trồng lên đây, giống như một cái tiểu cảnh các bạn ha. Mình trồng lên những cái những cái đồ mà nó bể bỏ ra đi. Thì video này thì mình chia sẻ các bạn cái cách mà làm những cái gì đó mà những cái chậu mà nó bể các bạn, mình có thể mình làm được ha. Thì mình chơi bonsai mà, thì các bạn chắc ăn mà phải có chậu bể ha, chắc ăn phải có chậu bể chơi thì có ngày là nó sẽ rớt nó bể thôi đó. Thì mình dùng cái này các bạn, dùng cái miễn, mấy cái miễn bể đây nè. Không nọ nó bể cái này ra thì cái dành nằm ở trên á. Bữa sau mình đem mình làm với cái dành dục đâu kêu. Còn lấy mấy này rồi bữa trước mình để mình sắt ngoài đó đó bạn. Hôm nay mình sẽ nghiên cứu mình làm cho các bạn xem nè. Thì ý tưởng là cái này là người ta cũng có làm rồi các bạn, ở trên mạng thấy anh em cũng có làm đó, nhưng mà cái cách làm thì mình không thấy. Mình thấy người ta cũng có trưng bày những cái đồ mà làm bể như thế nè. Thì ý tưởng mình là cái này, đúng là cái này. Cái này phải nó còn được cái dành này nữa thì nó ngon quá mà. Để tí nữa mình lấy cái máy cắt, mình có thể mình giá cái này. Mình giá cái này cho nó bằng cái đây để mình để đất đó, để chắc chồng đó. Còn cái này nữa bạn, cái này thì mình để vô gì ha, mình để vô gì mình tạo cái khoảng không, giống như là nó là một cái thông đó các bạn ha, một cái phông nền đó, cho một cái cây bonsai. Thì nữa mình dán, tí nữa mình dán xi măng vô đây ha, nữa mình trồng cái cây vô đây đó. Bây giờ trước mắt mình lấy cái máy cắt, mình nghiên cứu mình cắt á, mình cắt cái miếng này ra để mình chắn đây lại nè bạn, dán xi măng vô chắn lại để khi mình đắp cái mô đây, mình trồng cái cây đây thì nó không bị rớt ra. Cái thứ hai nữa là mình có thể mình bo những cái mặt cắt không ta, cần thiết bo hay là để cái dấu bể gì cho đẹp ta. Chắc lẽ mình để luôn cái dấu bể gì luôn bạn, không bo luôn, để luôn cái dấu bể này để cho nó đúng là bể luôn bạn ha, đúng bể luôn, không cần bo. Bây giờ mình chủ yếu là mình dán xi măng cái miếng này vô đây, với lại mình dán cái miếng này ra chặn lại. Nghiên cứu cái miếng này mới khó nữa bạn, nghiên cứu cái miếng này làm sao mà cho nó khéo chứ, để thôi nó nhìn thấy nó xấu lắm ha. Đó này, để lấy máy cắt mình cắt mình bỏ đây rồi anh nghiên cứu ơi. Các bạn thấy sau khi mà mình dán xi măng lại xong rồi các bạn, mấy hôm qua bữa nay nó khô rồi ha, xi măng khô cứng ngắt rồi đó, giờ được gì nữa bạn. Thì cái này là cái miếng mình thêm nè ha, mình không có làm cho nó liền lạc, nhưng mà mình làm cho nó sập cho trong tí cảm giác từ miếng tới miếng, từ mảnh với nhau. Mảnh này mình cũng để cho nó từ mảnh với nhau nữa bạn ha, sắp cho nó từ mảnh đó, nó không có, mình không có làm cái dạng mà giá cho nó dính vô đây các bạn. Mình để cho nó những cái bể nhìn là nhìn là biết bể đó bạn ha, chủ yếu là mình nhìn biết là cái này là cái những cái mảnh bể mình ghép lại, chứ mình không ghép sao mà cho nó sắc sảo như kiểu mà mình ghép sao mà cho nó liền lạc đâu ha. Nó là bể mà, mình chơi cái đồ bể bạn. Rồi ok, vậy là xong đó bạn ha, cứ nhắc nè, rất là đơn giản ha, ngon lành ngành đào. Giờ công đoạn tiếp theo là đây các bạn, mình có một đống cây nè, cây kim quýt.
Con quýt này tán thiên nhiên đó bạn. Đó. Bây giờ nếu mà mình để nó vô có thử, uống nó thử các bạn. Đó. Nè. Ví dụ mình để vô gì nè. Ha. Đây nó nghịch ta. Nó gì mới đúng rồi. Đó, mình đổ thử đây. Ha. Thì cũng được đó. À. Nhưng mà chưa chưa đã để thử nữa đây à. Đây con này nữa nữa bạn, con này mình uống sẵn rồi, sam hương à. Nếu mình đút vô con vậy nè thì cái bộ rễ nó cao và mình hạ cái, ví dụ mình hạ cái chậu xuống nó tầm khoảng đây đây à, à vừa hít luôn ha, đúng qua này vô là vừa hít luôn nữa bạn à. Đó. Đây cũng có một rộng. Cái này thì nó hơi cao. Cũng được đó bạn. À, bạn ha. Đưa lại nó đổ ra vẫn được nè ha. Tức là những cái cây mà bay bay thế này đưa vô được các bạn. Ha. Đó. Đây để mình có thử rồi các bạn. Cái cây này nè, mình thích nhất cái này, cái này. Cái này các bạn thấy đưa vô là nó vừa hết luôn á ha. Đó camera để thấp xuống tí đây đó, nó phải nằm như vậy các bạn, nghiêng qua vậy, nhưng mà khi mình tháo cái bầu cái chậu ra thì nó sẽ thấp, cái này nó vô tới trong đây nè bạn, nó đưa ra thì nó nằm trong cái phong này nè ha, nhìn nó rất là lạ luôn bạn. Đó ok, mà chiêu thủy này mình thấy nó cũng quái nữa, đưa cái này cho nó cái cục lại đợi các bạn nè. Chú thủy này mình làm lâu lắm rồi, trồng được cái rễ các bạn, dây nhôm nó còn trong đây luôn nè. Bây giờ để mình cắt dây nhôm ra cái này. Rồi mình mới bỏ vô đó ạ. Cái này là cái rễ nữa bạn, cái rễ nó hồi đó là đâu, rễ lên tới đây, đây từ đây xuống lên đây là cái rễ, chỗ đây là cái nhánh, từ đây mình uống cho ra nè, từ đây uống ha, nó ra mình lấy hai nhánh uống thôi đó. Thành ra những cái rễ mà mình cắt cái trong mai chú thủy ra đó hả? Nếu mà cái rễ nào được cái mình mình trồng đi, trồng đại uống đại đó nó cũng được các bạn, lâu lâu cái mình có cái mình chơi ha. Cái hổm á mình làm hai cái mai chú thủy các bạn, rễ nó nhiều lắm nhưng mà nó không có rễ đẹp đâu ai, với lại mình nếu mình trồng mình nuôi vẫn được các bạn, nhưng mà là bữa hổm làm lu bu quá cái bỏ trời, cái đúng ra mình nuôi nó vẫn được các bạn, yêu cầu nó lên cái mình nuôi từ từ nó tạo ra, nó không đẹp tạo cho đẹp các bạn. Này uống lâu lắm rồi, nằm trong đây. Đối với mà chú thủy thì các bạn thấy là nó thuần được chậu rồi á, thì nó sống dai như là nó sống dai như đĩa luôn các bạn ơi, không biết con đĩa nó sống dai cỡ nào mà người ta thường nói là sống dai như đĩa đó. Vậy đĩa ăn đĩa. À, mấy này thì dịch bệnh các bạn ơi, không đi đâu được hết, mình ở nhà có khoảng 20 ngày nay rồi đó, còn ở chỗ các bạn sao thì các bạn có thể nhắn tin với cho mình biết đi, chỗ quê các bạn á, quê mình á thì hiện nay thì Tây Ninh thì cũng cũng nhiều các bạn, ngày trăm mấy gì đó, ngay cái chỗ mình á thì một ngày có 9-10 ca mà, có khi mười mấy ca vậy đó, cũng gần gần ở đây nè, cách mình thì coi như là ở ngay xóm nhà mình luôn ạ, xóm trong á, nhưng mà khi mà mình ra đây mình làm cái vườn mới ngoài đây thì chỗ này không có, bây giờ trong đó cách
cách về trong đó là tầm khoảng hai ba cây số, ba cây số rồi. À, thì cũng có ổ dịch trong á, nhưng mà nói chung thì cũng nằm trong cái tầm kiểm soát các bạn, thành ra cũng yên tâm ha. Đó, mình cứ thực hiện theo 5K của bộ y tế thì ngon thôi ha. Đó. Còn mình thì mình thực hiện tới 6K luôn, mà thêm 1K nữa là không đi đâu chứ. 5K thêm 1K nữa là ở nhà luôn. Là từ bữa giờ luôn mà ơi. Không đâu chứ. Đó. Để mình tỉa nó ra xong à. Thì mình cũng mong là các bạn đó là ở nhà cho nó qua cái cơn dịch ha. Rồi qua cơn mưa thì trời lại sáng. Thì mong rằng nó là dịch bệnh nó sẽ mau qua để mình trở lại cái bình thường hóa của xã hội các bạn ha. Không có bị cấm vận cấm gì đó. Giới nghiêm gì nữa trơn á. Rồi. Chém gió cái vụ dịch bệnh cái cắt dây xong các bạn. Giờ để mình nghiên cứu mình ra mình lấy cái chắc trồng. Trồng vô đây. Ha, các bạn xem. Đó. Rồi để mình nhổ nó ra các bạn. Cây này lâu lắm rồi. Nằm trong đây chắc rễ cũng nhiều lắm á. Cứng luôn trong này. Cứng ngắc luôn rồi. Úi chà. Cứng quá vậy. Cát với xì dừa giờ còn cát không các bạn. Xì dừa nó ăn đâu hết rồi. Rồi nguyên cục rễ luôn rồi. Nè. Rễ là rễ không ha. À, con cục riêu này đẹp quá. Rồi cho nó lộ cái bộ rễ nó lên luôn rồi. Nè. Đó. Đây. Nằm vô. Không làm cành đào không? Hơi cao các bạn ơi. Giờ mình sẽ bớt cái rễ đi ra mới được. Cái này làm chân dài hay không ạ? Bỏ rễ nó uổng quá. Này kéo ra làm chân dài được không? À, thôi đi. Vô đây rồi. Dài ngắn nữa chứ. Có rễ này đi. Cát không nè các bạn thấy không? Cát cát này sột sột vậy. Cát học to to này mà. Chưa vừa hết rồi bạn ơi. Vừa nó mục lâu ngày hết rồi. Còn là cát thôi. Đó. Này các bạn ha. Ngon cành đào đó. Rồi bỏ chắc chồng vô ha. Cho nó miếng dưới đi. Này là mình đã trộn cái đất thịt các bạn, hạt thịt đó. Cái hạt hạt cái đất thịt đó. À, tưới nước cho nó sẽ nở ra thôi. Mình chơi mấy cái mini này thì cát siêu dừa. Giờ thêm miếng đất thịt các bạn. Cái này là tại hôm qua mình làm cái chậu bự đó. Nó khó thêm cái vỏ phộng. Tốt luôn các bạn. Cho nó thật là lỏng luôn ha. Thì nó mới cứng được.
làm cho nó chặt dính nó luôn ạ. Rồi, không làm cái nào á. Tới cái công đoạn đắp riêu à. Làm mấy cái này mà không có riêu không được bạn ha. Phải có riêu mới được chứ không có riêu là nó xấu. Với lại cái riêu này nè các bạn biết không? Khi mình đắp lên nó là nó không bị bong các bạn. Cái đất của mình á, trồng của mình nó sẽ bám vào đây nè. Ha. Đó. Mình tưới nó sẽ không bị bong mà mình tưới nó dễ thấm nước các bạn. Ha. Mình xịt nước lên là nó thấm vô. Ngon lành luôn. Như vậy đó. Riêu này khác hơn riêu này ha. Riêu nó nhiều loại lắm. Loại này khác nè. Nó tưới cho nó thật là đậm thì mình đắp riêu vô nó sẽ bám cứng nhắc luôn ạ. Sau khi nó khô lại là nó dính ha. Đó, sau khi nó khô lại dính cứng nhắc luôn. Rồi xong các bạn. Rồi sau khi đắp riêu xong á thì tác phẩm đã hoàn thành các bạn. Mình có phối thêm một con nai nữa nè. Ha, con nai ngơ ngác. Đó. Nó thấy mình đưa camera lại nó nói chú này làm gì kỳ quá. Ha, ngắm nó nè. À, nhìn camera các bạn. Đó, các bạn có thể ngắm cái cây này coi, đưa đây nó có vẻ phù hợp không ạ? Đâu mà có cây mai chú thủy này sẵn ha. Thành ra mình đưa vô luôn cái nó ngon lành các bạn. Đó, thì các bạn thấy mình phối riêu lên thì nó, các bạn thấy tưởng tượng như cái đám cỏ mọc ở dưới ha, cái cây nè. Thì nó rất là sinh động các bạn. Nếu mà mình không có riêu này thì nó dở ờm mà ha. Đó, các bạn xem có thể góp ý thêm cho mình ha. Thì ngày hôm nay mình làm cho bạn xem một cái tác phẩm mà nó rất là dễ làm ha. Nó phải nói là phế phẩm các bạn. Những cái vật phế phẩm là bỏ đi đó. Nhưng mà mình tận dụng nó, mình có thể mình làm một cái tiểu cảnh bonsai như thế này nè. Ha. Để mình chơi nó mang cái tính độc lạ các bạn. Đó, thay vì mình lấy cái chậu mới mình đem đập ra thì nó không hay đâu. Mình nhặt những cái miếng mà từng nó bể thế này nè. Đó, mình ráp lại. Nó mới ra những cái mà cái gì đó nó độc lạ các bạn ha. Ừ, thì những cái đường nứt bể của nó đó, mình không có mình không chỉnh sửa các bạn ha, mình để nguyên luôn. Kể cả cái miếng này là mình chỉ cắn đây thôi ha. À, cảm giác nó liền lạc với nhau, nó trùng khối nhau bạn. Chứ bây giờ mà mình gắn mà cho nó dính lại cho nó liền lạc thì nó không hay đâu ha. Đó. Này ngơ ngác nè bạn ha. Đó, bạn xem có thể góp ý thêm cho mình đi. Đó, độc đáo bạn. Thì mình mong rằng thông qua cái video thì các bạn ở nhà đừng lấy chậu đập bể ha. Lấy chậu đập cái phiền lắm bạn. À, giả bộ mình rớt đi. Giả bộ mình bưng rớt xuống cái bụp ha. Đó, có cái mình lấy làm làm. Nó vui các bạn ơi ha. Ở nhà thế nào mà mình chơi kỹ mà lâu lâu cũng phải có va chạm mà cái nó rớt. Hay là gió thổi ngã nó bể các bạn ha. Cây này như là bữa gió thổi ngã nè. Ủa cây này là cây linh sam hay cây tùng, mình quên là cây linh sam chứ.
Lấy xa đúng rồi, nãy giờ mình quên nó cái tùng xa bữa nó bị mình lấy ra mình trồng vô cái chậu đó bạn, nó có cái nó còn cái miệng mà còn cái đít ở dưới là mình bỏ để riêng nha nè. Mình nghiên cứu cái này là rồi, mình xin dừng cái video tại đây ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn xem video thì chia sẻ mọi người cùng xem ha, đặc biệt thì nhớ đăng ký kênh mình các bạn ơi. Rồi, mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha.